Thánh Marco sống cùng thời với Chúa Giêsu. Mặc dù không ở trong số 12 tông đồ, nhưng Thánh Marco có quan hệ bà con với Thánh Barnaba tông đồ. Marco nổi tiếng vì Ngài đã viết một trong 4 sách Tin Mừng. Đó là lý do Marco được gọi là Thánh Sử, hay còn gọi là tác giả sách Tin Mừng. Phúc âm của Thánh Marco tuy ngắn gọn nhưng cung cấp nhiều chi tiết nhỏ mà chúng ta không thấy có trong các sách phúc âm khác. Lúc còn trẻ, Marco cùng với hai vị đại thánh là Phaolô và Barnaba đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu nơi những miền đất lạ. Dù thế, trước khi cuộc hành trình kết thúc, Marco dường như đã không hài lòng với Thánh Phaolô. Marco đột nhiên trở về Jerusalem. Sau này Phaolô và Marco đã giải quyết với nhau những mối bất hòa của họ. Thật sự là Phaolô khi bị giam tù ở Roma đã viết thư xin Marco đến an ủi và giúp đỡ Ngài. Thánh Marco cũng là người môn đệ rất yêu dấu của Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi. Thánh Phêrô gọi Thánh Marco là con. Một số người cho rằng Thánh Phêrô có ý nói là Ngài đã rửa tội cho Marco. Marco được truyền chức giám mục và được sai đến Alexandria, nước Ai Cập. Ở đó, Marco đã làm cho nhiều người trở lại đạo Công giáo. Ngài đã hoạt động tích cực nhằm rao giảng cho người ta nhận biết tình yêu của Đức Giêsu và giáo hội của Người. Họ cũng cho rằng trước khi qua đời, Thánh Marco đã chịu rất nhiều đau khổ. Di hài của Thánh Marco được mang tới Veni, nước Ý. Thánh nhân là vị thánh quan thầy của thành phố danh tiếng này. Giáo dân thường tuôn đến vương cung thánh đường xinh đẹp kính Thánh Marco để tôn kính và cầu nguyện với Ngài.